Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bảo tàng không thể dập tắt ý chí người dân. Ngày 29 tháng 3, trên diễn đàn của VOA tiếng Việt có bài bình luận của luật sư Đặng Đình Mạnh với tựa đề xã hội đồng giọng và những chỉ dấu. Tác giả nhận xét, từ thời điểm cướp chính quyền vào năm 1945 đến nay, chính quyền Việt Nam chưa bao giờ chấm dứt việc đàn áp quyền tự do ngôn luận của người dân. Đỉnh điểm của thời kỳ đầu chính là việc đàn áp phong trào nhân văn giai phẩm để đầy đọa hàng loạt văn sĩ, thi sĩ. Từ năm 2018 trở lại đây, sự đàn áp lại càng gia tăng khốc liệt theo cách vô pháp và bất công chưa từng thấy. Nhiều công dân đã từng lên tiếng, góp ý, phản biện, phê bình, chỉ trích, phân tích và hiện tình đất nước đều bị xem là thách thức quyền lực chính trị của chế độ để rồi phải đối diện với sự trừng phạt kể cả sau khi đã im lặng nhiều năm. Họ bị gọi là phản động, là thế lực thù địch. Và đây là hình bài bình luận trên VOA. Vẫn theo tác giả, chế độ tung tài lực sử dụng vài chục ngàn dư luận viên để theo dõi, phỉ bán, báo cáo về tất cả mọi công dân có tiếng nói trên mạng xã hội. Chúng theo dõi từng bình luận, thậm chí từng cái nhấp vào các biểu tượng cảm xúc để báo cáo trừng phạt công dân. Không chỉ vậy, chế độ còn can thiệp buộc các doanh nghiệp sở hữu mạng xã hội như Meta, Google, xóa bài, xóa tài khoản người dùng Facebook, YouTube bên cạnh việc đưa chương trình Social Biz vào sử dụng để kiểm soát, theo dõi người dùng mạng xã hội. Tác giả nhận xét, chế độ đặt ra mục tiêu đàn áp khốc liệt đối với quyền tự do ngôn luận của người dân. Với thông điệp quá rõ ràng, họ chỉ muốn có một xã hội đồng giọng, một xã hội mà mọi lời lên tiếng đều chỉ được phép nói theo, phụ họa, tô hồng theo định hướng có sẵn từ tuyên giáo qua hệ thống truyền thông với cả hàng ngàn đài báo trong cả nước. Mọi tiếng nói khác biệt, ngược ý đều là biểu hiện phản động, thù địch, thách thức quyền lực, chế độ. Trong một xã hội đồng giọng như vậy, sẽ không còn tiếng nói nào chỉ ra các chủ trương, chính sách sai lầm của chế độ cả, nhất là trong bối cảnh chế độ không hề có khả năng xây dựng nên những chủ trương, chính sách tốt đẹp. Tác giả đánh giá, từ sau năm 1945, một xã hội đồng giọng đã ngăn cản những lời phản biện để triệt phá toàn bộ cơ sở tôn giáo như đền đài, chùa chiền, Nhà thờ cũng như bắt giữ các tu sĩ đã tiêu diệt nền tảng gìn giữ đạo đức dân tộc. Và đây là hình dạng lãnh đạo Việt Nam, những người vẫn cố duy trì một xã hội đồng giọng dù muốn hội nhập quốc tế. Tại miền Nam sau năm 1975, về các chính sách cải tạo để vô hiệu hóa vốn nhân lực khổng lồ từ hàng triệu cán bộ, công chức là chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội đang rất cần để tái thiết lại xứ sở thời hậu chiến. Về chính sách đánh tư sản đã phá hoại sạch trơn nền tảng kinh tế thị trường tại miền Nam đã được xây dựng từ hàng trăm năm trước đó. Về chủ trương bài trừ văn hóa đòi trị Mỹ Ngụy để đưa đi đốt nhiều sách vở vốn là nền tảng tri thức của nhân loại mà miền Nam may mắn thụ hưởng được. Tác giả cho rằng trong một xã hội đồng giọng, nhân dân không lên tiếng nhưng điều đó không có nghĩa là họ tán thành chế độ. Dùng bảo tàng để thiết lập xã hội đồng giọng thì có thể ép buộc nhân dân im lặng nhưng điều đó không thể dập tắt được ý chí phản kháng trong suy nghĩ của họ. Tác giả nhận định mục tiêu thiết lập xã hội đồng giọng là để bảo vệ sự độc tài của chế độ. Nhưng điều đó không phù hợp với nguyện vọng của dân tộc và lợi ích của đất nước. Hầu như chế độ đã quên rằng, chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Khi thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như sức nước. Thế nên tác giả kết luận, khi thiết lập một xã hội đồng giọng là chế độ đang đi dần vào giai đoạn cuối của con đường mà nhiều chế độ độc tài trước đây từng đi qua. Nó không chỉ là dấu hiệu mà là quy lực chẳng thể nào đảo ngược. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bảo tàng không thể dập tắt ý chí người dân. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ai sẽ là người kế nhiệm tổng bí thư để tiếp tục công cuộc đốt lò? Ngày 1 tháng 4, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận của Doãn An Nhiên với tựa đề Tìm người kế vị tổng bí thư đảng đang bị mắc kẹt trong cái bẫy tham nhũng. Tác giả nhận định tham nhũng mang tính hệ thống và ngày càng nghiêm trọng nay vấn nạn đã lên đến vùng cấm, thách thức sự tồn vong chế độ tập quyền cao dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản. Đây là hệ quả của cái gọi là nghịch lý tăng trưởng nhanh và tham nhũng tràn lan, nghĩa là sự chấp nhận tham nhũng để tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tính chính danh cho chế độ. Theo tác giả, để cân bằng trạng thái này, Tổng trọng đã phát động chiến dịch chống tham nhũng, đồng thời vẫn thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng chính sách chống tham nhũng đã mắc kẹt trong tình trạng tham nhũng cao, một cái bẫy tham nhũng đó là sự thỏa thuận ngầm như che giấu giảm nhẹ giữa nhóm các quan chức nhất định, chẳng hạn cấp cao nhất về hành vi tham nhũng của họ vì mục đích riêng. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Tác giả cho hay, nay Tổng bí thư đã 80 tuổi, ngoài ra vì lý do sức khỏe, sự kế vị ông đang được đặt ra. Tuy nhiên, liệu ứng viên nào cần và đủ để cân bằng trạng thái tham nhũng chính trị hiện nay? Điều này đang thách thức nguyên tắc tập thể lãnh đạo, mang tính truyền thống của đảng. Tác giả đánh giá, sự kiện ông Thưởng bị phế trước bất ngờ Đã gây nhiều suy đoán Trước hết quyền lực của ông Trọng liệu đã suy giảm Rằng ông ấy đã bị tím quyền Bởi những người giúp ông làm trong sạch bộ máy đảng Và hậu quả là Chiến dịch chống tham nhũng Đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Hai là cuộc chiến kế vị tổng bí thư Trong đảng đã bắt đầu Và người kế vị tổng bí thư cho nhiệm kỳ đại hội 14 Không phải để cân bằng Trạng thái tham nhũng cao Mà sẽ có thay đổi Một giả thuyết cho rằng có thể nhân vật nặng ký nhất trong trò chơi vương quyền sẽ thay thế, thậm chí có thể kiêm nhiệm cả hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước. Bởi với quyền lực tuyệt đối thì những chiến dịch chống tham nhũng trong tương lai sẽ không động đến ông ấy. Tác giả bình luận giới phân tích chính trị quan ngại về sự xáo trộn như trên, về nhân, về nhân sự vùng cấm có thể gây bất ổn. Khi sự thỏa thuận để cân bằng trạng thái tham nhũng chính trị bị phá vỡ, có thể khơi màu cuộc chiến quyền lực căng thẳng trong nội bộ. Vấn đề bây giờ là ai sẽ nắm thực quyền chứ không phải người đại diện cho các phe phái. Và đây là hình trong số những lãnh đạo cấp cao này, ai sẽ kế nhiệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả nhận xét hoạt động trấn an quốc tế khá ồn ào, kiểu ngoại giao cây tre đến hai cường quốc kinh tế đối nghịch về ý thức hệ. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3, tại Cát Lâm, Trung Quốc, ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã trao đổi với người đồng cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, ngày 25 tháng 3, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn đã hội đàm tại Washington với Ngoại trưởng Anthony Blinken và các quan chức Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Sơn nói, tôi nghĩ việc chủ tịch nước từ chức ở Việt Nam không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại cũng như chính sách phát triển kinh tế của chúng tôi. Vẫn theo tác giả, ngày 13 tháng 3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiêm trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 14 đã chủ trì phiên họp đầu tiên của ban này với sự tham dự đầy đủ của tứ trụ. Tại đây, ông Trọng tiếp tục điệp khúc không để lọt vào trung ương khóa 14, người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều tài sản mà không giải trình được nguồn gốc. Tác giả cho hay công luận băn khoăn liệu đây có phải là lời phát biểu cuối cùng của một biểu tượng dám dương ngọn cờ chống tham nhũng hay không? Và ai sẽ là người kế vị tổng bí thư để tiếp tục chiến dịch đốt lò do ông ấy phát động? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ai sẽ là người kế nhiệm tổng bí thư để tiếp tục công cuộc đốt lò? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.